Ông Zelensky cảnh báo hậu quả nếu NATO không kết nạp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng NATO chỉ có thể đảm bảo việc bảo vệ châu Âu khi Ukraine chính thức gia nhập liên minh quân sự gồm 31 thành viên này. Chỉ cùng với Ukraine, liên minh mới đảm bảo cam kết bảo vệ thực sự cho châu Âu khỏi bất kỳ sự xâm phạm nào đối với cuộc sống của các dân tộc, đối với các biên giới hiện tại và trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc. Thật khó tưởng tượng khi NATO không có Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng tối hôm 8 tháng 4. Ông cảm ơn Quốc hội Lithuania đã công nhận việc cần thiết mở Ukraine trở thành thành viên của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại hội nghị thượng đỉnh của khối, dự kiến vào tháng 7 tới. Năm 2008, NATO nhất trí Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh vào một thời điểm nào đó, nhưng không ấn định cụ thể. Khi đó, chính Mỹ đã kêu gọi NATO cung cấp cho Ukraine một khung thời gian gia nhập cụ thể, còn được gọi là kế hoạch hành động thành viên. Song Pháp và Đức đã phản đối do lo ngại động thái này sẽ khiêu khích Nga. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, các thành viên NATO vẫn rất chia rẽ về kế hoạch kết nạp Kiev. Sau một cuộc họp ngoại trưởng các nước NATO trong tuần này, giới chức phương Tây cho hay Mỹ, Đức, Pháp và Hungary phản đối sức ép từ Ba Lan và những quốc gia vùng Baltic phải cung cấp một lộ trình cụ thể về việc kết nạp Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hối thúc các đối tác tập trung viện trợ ngắn hạn cho Kiev. Washington lo ngại rằng việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Liên minh với Ukraine ở thời điểm này sẽ dẫn đến tuyên bố của Nga rằng cuộc khủng hoảng hiện tại là xung đột giữa Moscow và NATO và thúc đẩy Nga triển khai vũ khí hạt nhân. Pháo nhiệt áp của Nga tập kích thành trì Bakhmut. Đoạn video quay từ trên cao cho thấy sức công phá của hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A ở Bakhmut, khí tài được mệnh danh là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất của Nga. Newsweek ngày 7 tháng 4 đăng đoạn video quay từ trên cao ghi lại cảnh đạn nhấn áp của pháo TOS-1A tấn công các mục tiêu ở trung tâm Bakhmut. Trào lửa đã chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Theo chuyên gia quân sự Rob Lee từ Viện Nghiên cứu Đối ngoại của Mỹ, các quả đạn nhiệt áp rơi xuống đất đã gây ra đám cháy lớn và khiến nhiều mục tiêu bị phá hủy. Pháo phản lực nhiệt áp phóng loạt TOS-1A của Nga tập kích vào trung tâm Bakhmut. Đây là vũ khí rất hiệu quả để tác chiến trong địa hình đô thị, ngay cả trước đối phương đang trong vị trí phòng thủ kiên cố, ông Lee cho hay. TOS-1A còn được gọi là lửa mặt trời, là một bệ phóng tên lửa phóng loạt có từ 24 đến 30 đầu bắn tùy biến thể. Đầu đạn nhiệt áp của vũ khí này được thiết kế để tập kích vào các mục tiêu phòng tuyến kiên cố, các công sự, phương tiện bọc thép của đối phương. Dàn pháo phản lực TOS-1A có tầm bắn trong khoảng 3 đến 4 km và sử dụng các tên lửa có sức công phá lớn. Phạm vi ảnh hưởng của các vụ tấn công dồn dập bằng hỏa lực lên tới tương đương 6 sân bóng đá, tương đương 40.000 m2. Ngoài ra, TOS-1A còn sử dụng đầu đạn nhiệt áp cho phép phun ra các dung dịch dễ cháy khi bắn trúng mục tiêu và phát hỏa. Trong môi trường nhất định, nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của TOS-1A có thể đạt tới mức 1.000 độ C, mang lại sức công phá đáng kể. Các cuộc tấn công sử dụng TOS-1A thường tạo ra sóng xung kích, gây ra thiệt hại thứ cấp cho các mục tiêu. Với sức công phá trên diện rộng, khả năng xuyên qua các công trình kiên cố, TOS-1A được xem là khí tài hàng đầu trong kho pháo binh của Nga, cũng như vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất mà Moscow sở hữu, theo các chuyên gia. Nga tuyên bố đẩy lùi kế hoạch xâm nhập biên giới của 20 đặc nhiệm Ukraine. Lực lượng bảo vệ biên giới Nga đã ngăn chặn một nhóm gồm 20 đặc nhiệm Ukraine tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga, Thống đốc vùng Ukraine cho biết. Thống đốc vùng Ukraine Alexander Bogomat cho biết, các lực lượng vũ trang Nga và lực lượng bảo vệ biên giới ở khu vực đã ngăn chặn một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ của Nga. Theo quan chức này, đơn vị gồm 20 người đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga gần làng Slochov ở quận Poraski thuộc vùng Ukraine, phía bắc Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực của những người này đã bị cản trở bởi các lực lượng Nga. Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Ngày 5 tháng 4, ông Bogomat cũng cho hay một UAV Ukraine đã thả một thiết bị nổ trong khu vực, khiến một người bị thương. Lực lượng biên phòng của cơ quan an ninh Liên bang Nga hôm 5 tháng 4 thông báo một máy bay hạng nhẹ của Ukraine đã rơi ở vùng Bren của Nga gần biên giới với Ukraine. Phi công lái máy bay trên vẫn sống sót sau vụ tai nạn và đã bị phía Nga bắt giữ. Lực lượng biên phòng Nga không nói rõ đó là máy bay quân sự hay dân sự. Vào tháng trước, một nhóm phá hoại khác của Ukraine đã xâm nhập vùng Ukraine và tiến hành các cuộc tấn công vào một số ngôi làng địa phương, khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương. Cơ quan an ninh Liên bang Nga vào thời điểm đó cho hay họ đã ngăn chặn nhóm này bằng cách đẩy nhóm phá hoại trở lại lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc khi đó là một cuộc tấn công khủng bố. Các khu vực của Nga giáp với Ukraine thường xuyên bị lực lượng của Kiev tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát. Chính quyền các vùng Ukraine và Kursk đã nhiều lần báo cáo về các vụ pháo kích của lực lượng Ukraine, đôi khi dẫn đến thương vong cho dân thường và gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà dân cư. Nga điều vũ khí hạng nặng, dồn dập tấn công mặt trận miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã liên tục sử dụng vũ khí hạng nặng
để tấn công mặt trận miền đông nước này trong những ngày qua. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 4 tháng 4, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tình hình giao tranh vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng tại khu vực miền đông nước này. Quân đội Nga đã điều nhiều vũ khí hạng nặng, qua đó tiến hành 3 vụ tập kích tên lửa, 21 vụ không kích cùng 33 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào các mục tiêu của Ukraine tại Donbass. Đối phương tiếp tục tổ chức các đợt tấn công dồn dập nhằm vào khu vực Liman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Nhờ sự phối hợp của các đơn vị phòng thủ cùng tinh thần dũng cảm của từng binh sĩ, chúng ta đã đẩy lùi 69 cuộc tấn công của Nga. Những trận giao tranh đẫm máu đã diễn ra tại Bakhmut, Avdiivka và Marinka, thông báo trên viết. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk của Ukraine, Pavlo Kirilenko, cáo buộc Nga đã điều trọng pháo tấn công thị trấn Torez và thành phố Avdiivka, gây ra thương vong về người. Đối phương đã pháo kích Donetsk vào hôm 3 tháng 4, 4 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 người ở thị trấn Torez và 1 người ở thành phố Avdiivka. 3 người nữa cũng đã bị thương sau vụ pháo kích của Nga, ông Kirilenko tuyên bố. Theo ông Kirilenko, thiệt hại về người còn có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Cùng ngày, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat cho biết, quân đội Nga đã liên tục tiến hành ném bom vào các mục tiêu của Ukraine trong thời gian qua. Theo ông Inat, Nga đã sử dụng tới 20 quả bom mỗi ngày để tấn công Ukraine. Trong số bom được Nga sử dụng có loại FAB-500, bom phi hạt nhân mạnh nhất trong biên chế quân đội Nga. Bom FAB-500M62 với trọng lượng 500kg hiện là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Được thiết kế như một quả bom phá mảnh, bom FAB-500M62 thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở tầng quân sự, các điểm trung chuyên đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương. Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom FAB-500M62 có thể bay được khoảng 15 km sau khi thả từ độ cao từ 570 đến 12.000m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500M62 lên tới 1.900 km/h, cho phép nó tăng cường sức công phá tự động năng khi va chạm vào mục tiêu. Vào cuối tháng 3, Nga đã sử dụng bom FAB-500 kết hợp với mô đun lượn và điều chỉnh thông minh MPK để tấn công vùng biên giới Sumy của Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Nga lập đội tàu ngầm mang ngư lôi sóng thần phóng xạ. Nga quyết định lập đơn vị chuyên vận hành các tàu ngầm sử dụng siêu ngư lôi Poseidon, loại siêu vũ khí có khả năng tạo sóng thần phóng xạ. Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập đơn vị tàu ngầm hạt nhân làm nhiệm vụ đặc biệt tại bán đảo Kamchatka. Lực lượng này sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin giấu tên thân cận với quân đội Nga cho biết hôm nay. Bán đảo Kamchatka nằm ở khu vực Viễn Đông Nga, giáp với Thái Bình Dương và biển Okhotsk. Nguồn tin giấu tên tuần trước tiết lộ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng để đặt căn cứ tàu ngầm đặc biệt ở Kamchatka dự kiến hoàn thành vào đầu năm tới. Thêm rằng, ngư lôi Poseidon sẽ được trang bị cho tàu ngầm Belgorod và Khabarovsk để thực hiện nhiệm vụ gian đe chiến lược. Tàu ngầm hạt nhân là nhiệm vụ đặc biệt là cụm từ được Nga sử dụng để mô tả các tàu ngầm trên mang siêu ngư lôi Poseidon. Đây là một trong những siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi tháng 3 năm 2018. Poseidon cũng được coi là một loại tàu ngầm không người lái, sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, giúp nó có tầm hoạt động khoảng 10.000 km, đủ sức vượt qua khu vực Bắc Đại Tây Dương. Các chuyên gia Nga từng tuyên bố Poseidon có tốc độ tối đa 200 km/h. Nó có thể tiếp cận được lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn, cũng như tăng tốc để cắt đuôi khi bị phát hiện và sau đó quay lại chế độ di chuyển bí mật với tốc độ thấp, nhằm tung đòn bất ngờ phá hủy cơ sở quân sự, nhắm tàu sân bay và các mục tiêu quan trọng của đối phương. Đầu đạn hạt nhân Poseidon có sức công phá tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Trên lý thuyết, có thể tạo ra sóng thần chưa phóng xạ nhằm vào thành phố Duyên Hải hoặc căn cứ hải quân gần nhất của đối phương. Nga đang theo đuổi hàng loạt dự án chế tạo vũ khí hạt nhân để uy hiếp lãnh thổ Mỹ và các đồng minh. Đánh giá năng lực hạt nhân toàn cầu được Lầu Năm Góc công bố năm ngoái có đoạn. Viện Hải quân Mỹ cho rằng, ngư lôi Poseidon đã thay đổi hoàn toàn khái niệm về những vũ khí hạt nhân triển khai từ tàu ngầm. Điều đáng sợ nhất là nó có khả năng vận hành tự động. Một quả Poseidon sẽ gây tác động lớn về mặt chiến lược, vì đó là hệ thống triển khai đầu đạn hạt nhân mới và không nằm trong quy định của